Chào mừng tất cả các bác anh chị em đã quay trở lại với kênh Ghế Nhật Thần Sơn. Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Sơn, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực ghế massage nội địa Nhật. Tôi đã có kinh nghiệm gần 10 năm trong cái lĩnh vực ghế massage nội địa Nhật. Hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ tới quý cô bác và các anh chị em 5 cái tác hại khi mà các bạn đi mua ghế massage giá rẻ nó như thế nào. Hiện nay ở trên thị trường đang nở rộ cái phong trào đi mua ghế massage giá rẻ. Ghế bây giờ nó chỉ còn có 6 triệu, 7 triệu hoặc là hơn 10 triệu bán tràn ngập trên thị trường và mọi người cũng đua nhau mua. Mua thì cũng không quan tâm đến những cái tác hại của nó như thế nào mà chỉ là thấy rẻ thì mua thôi. Nhưng đằng sau của nó thì nó sẽ có rất là nhiều các cái nhược điểm khi mà mọi người mua những cái sản phẩm đó. Cho dù rẻ nhưng mà mình mua về không sử dụng được thì nó cũng vẫn là đắt thôi. Còn với những cái sản phẩm mình mua đắt mà về sử dụng tốt, bền, lâu dài, hiệu quả tốt thì nó lại thành rẻ. Nên là mọi người khi đi mua ghế massage mà nhất là những dòng ghế massage giá rẻ thì hãy nên cân nhắc để biết được 5 cái tác hại đó như thế nào. Thì ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ tới quý cô bác và các anh chị em 5 cái tác hại của những ghế massage giá rẻ nó như sau. Cái thứ nhất đó là cái chất lượng kém. Với những cái dòng ghế massage giá rẻ ấy, thì thường được làm từ những cái vật liệu và cái linh kiện kém, chất lượng rất là thấp, thì điều này nó có thể dẫn đến cái độ bền và cái sự cố thường xuyên. Ghế massage chất lượng thấp thì có nguy cơ gây hỏng này hoặc là gây chấn thương cho người sử dụng. Một số người thì mua thì thấy rẻ thì mua về cho ông bà nằm, nhưng mà đâu biết được rằng ông bà ấy, xương cốt đã yếu, đã nhạy cảm rồi, nhưng lại mua những cái ghế giá rẻ về thì nó có những cái con lăn bằng nhựa, hoặc là nó rất là đơn giản thôi, nó chỉ là ba cái đầu nhựa nó nhô lên, xong rồi nó lại gắn vào cái motor, nó quay ngược nó lại quay xuôi, nó quay vào xương vào da thịt của các cụ thì nó gây đau và các cụ rất là khó chịu. Không những không có tác dụng mà nó còn gây gây đau, gây xô cả xương của các cụ đi, rất là nguy hiểm luôn mà mọi người không biết. Có nhiều gia đình thì mua các cụ ngồi đau không làm được thì lấy những cái chăn, những cái vỏ chăn, chăn rất là dày, đệm lên để cho các cụ nằm. Thì cho cái chăn lên nằm thì nó cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Mà cái ghế chất lượng kém như thế thì dùng nó cũng rất là nguy hiểm. Mọi người biết là những cái ghế rẻ tiền ấy thì thường nó không có những tính năng an toàn. Nó không tự động ngắt khi mà nó có sự cố bất ngờ. Ví dụ mà nó nâng lên mà nó gặp vật cản hoặc là gặp người hoặc trẻ con trẻ nhỏ các thứ là nó không tự động ngắt mà cứ thế nó hoạt động thôi, thì nó rất là nguy hiểm. Nếu mà có trẻ con không may nó ra nó chơi nó đùa hoặc là nó trèo lên nó nghịch ngợm thì rất là nguy hiểm. Hôm trước đấy tôi cũng có quay rồi đấy, là có cả cái clip mà cái chị ở bên bên Trung Quốc ngồi ghế giá rẻ đấy, ngồi nằm ở ghế mà cái tóc nó quấn luôn vào cái cụm động cơ mà không mãi không gỡ được ra, nó nguy hiểm mà nó vẫn cứ thế nó hoạt động. Còn nếu mà những cái ghế của Nhật thì cái độ
an toàn, nó rất là cao. Nó có cái tính năng hỗ trợ người dùng ngắt điện hoặc là tắt máy đi ngay lập tức khi mà nó có những sự cố bất thường. Chỉ dòng ghế cao cấp thì nó mới làm được việc đấy thôi, nhưng ghế giá rẻ nó không 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 làm được việc đấy. Và những cái loại ghế của Trung Quốc ấy thì mọi người dùng ấy thì nó chỉ được khoảng độ đôi đôi năm thôi là có thể là nó ra giết là nó nổ, nó bong tróc hết rồi. Và máy thì nó cũng han gỉ hết, linh kiện thì nó cũng tự nó chết dần chết mòn, thì nó rất là lãng phí. Chất lượng nó kém mà. Là dùng nó không có được tốt, nó như là một cái loại đồ chơi của trẻ con thôi. Ghế thì được đóng bằng những cái loại gỗ gỗ ép và bọc da rẻ tiền vào xung quanh. Rồi là người ta làm ra một con ghế mà với cái chất lượng nó thấp nhất có thể thì nó mới có giá có vài triệu. Một con ghế to đùng như thế, giá có vài triệu mà trong đó nó bao gồm cả chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển từ Trung Quốc về, chi phí rồi lãi người bán hàng, rồi chi phí giao đến tay khách hàng, đủ các kiểu như thế mà giá có vài triệu thì mọi người nghĩ là chất lượng nó như thế nào? Đấy, nên là ham rẻ mà mua một chất lượng kém thì nó là một điều rất là đáng tiếc. Một cái tác hại thứ hai đó là cái tác hại thứ hai đó là hiệu suất kém. Cái ghế massage giá rẻ thì có thể nó không cung cấp cho chúng ta một cái trải nghiệm thực sự là tốt như những cái dòng sản phẩm cao cấp. Các cái tính năng như là các cái tính năng áp lực, xoa bóp rồi các chế độ massage đó, nó không được điều chỉnh một cách chính xác và nó tinh vi, dẫn đến cái cảm giác nằm là nó không thoải mái hoặc là nó không hiệu quả. Với những cái ghế của Trung Quốc loại rẻ thì mọi người biết rồi, họ thiết kế một cách động cơ cực kỳ sơ sài, phía đằng sau chỉ là những cái motor, nó gắn cái nhựa ở đầu motor và nó quay ngược quay xuôi. Còn những cái loại đắt hơn một tí thì nó cũng có con lăn di động, nhưng mà con lăn di động ấy nó bóp một cách nó không có cái sự thông minh vào cái cỗ máy đó, nên là nó đấm nó bóp một cách rất là gọi là đơn giản, nó không có chức năng tinh vi. Nó không dò tìm được cơ thể, nó không xoa bóp, nó không bấm huyệt, nó không nhào nặn, nó không làm được những cái động tác kỹ thuật phức tạp mà nó lập trình ra, nó chỉ có đấm và nó bóp và bóp đấy, nó chỉ như vậy thôi. Thì nó sẽ không đem đến cái cảm giác thoải mái cho người dùng. Nằm vào ấy thì mặc dù nó nhẹ, nó không sâu nhưng mà lại gây đau. Còn những cái dòng ghế của Nhật hoặc là những cái ghế mà cao cấp thì nó nhẹ nhàng nhưng mà nó êm sâu, nhẹ nhàng êm sâu, nó tạo cho chúng ta những cái trải nghiệm nằm nó rất là thích, rất là đã sướng. Và khi mà mình đi làm về mệt mỏi mà bị đau lưng, đau người ấy, nằm sau một bài cái cảm giác là người nó khỏe hẳn ra, nó đỡ đau lưng, nó cảm giác nó hết hẳn ngay, nó nhẹ nhàng ngay. Còn những cái ghế mà rẻ tiền thì nằm xong đứng dậy đau hết người đấy, đau hết người luôn. Ghế rẻ thì đồng nghĩa việc là cái hiệu suất để nó làm việc ấy thì nó sẽ thấp rồi, thì nó sẽ không hiệu quả như như những loại đắt tiền. Nhiều bác vì vì không có tiền nên là cứ nhắm mắt mua, mua tặng cho ông bà những cái ghế mà nó không có những tính năng massage cơ bản nhất, nó chất lượng nó quá kém. Thì những cái món quà đấy nó kém ý nghĩa đi rất là nhiều, mà từ cái món quà báo hiếu mà lại thành ra như kiểu là một cái món quà gọi là ác mộng để cho các cụ nằm. Các cụ nằm thì các cụ nằm và các cụ còn đau người hơn.
xương cốt yếu rồi, ngồi những cái loại đấy không may nó gãy xương ra lại hối hận đúng không ạ? Một cái thứ cái tác hại thứ ba đó là thiếu tính năng. Nếu mà ở những cái dòng ghế cao cấp thì tính năng nó đầy đủ, nó full hết, nó không thiếu cái gì, thì sang cái ghế massage giá rẻ thường thì thiếu thiếu các tính năng cao cấp như là các chức năng tùy chỉnh này, khả năng chạy nhiều cái chế độ massage khác nhau này, hoặc là các cái tính năng cải thiện cái sức kháng của cơ thể này. Với những cái dòng ghế rẻ tiền thì người ta tối ưu một cách gọi là hết cỡ để người ta giảm chi phí, hạ giá thành, người ta bỏ vào đó cái chi phí, cái chất xám nó thấp hơn rất nhiều so với những cái dòng ghế cao cấp. Dòng ghế cao cấp người ta tính toán, người ta tỉ mỉ đến từng cái chi tiết nhỏ, đến từng cái kỹ thuật của con ghế, từng cái bộ phận mên mạch, động cơ, rồi là các cái vật liệu làm nên con ghế thì cũng đều rất là cao cấp. Với những cái ghế của Nhật, bây giờ trung bình của nó một cái bài, riêng những cái bài tự động bây giờ nó khoảng độ 6 cho đến 25 bài tự động, thì với những ghế rẻ tiền ấy thì nó chỉ có một hai bài thôi, chứ nó không có nhiều. Các cái chức năng họ họ cũng thiết kế ra để bấm, nhưng mà nó thực ra nó vẫn vậy, nó không có sự thay đổi gì nhiều, nó vẫn thế thôi. Nhưng mà với những cái dòng mà đầy đủ tính năng cao cấp ấy, thì mọi người có thể thử được nhiều các động tác khác nhau. Nó có riêng ở dòng Fujizuki thì nó có khoảng độ 45 cái động tác thủ công chuyên sâu. Thì các cái tính năng của nó như thế, nó phải nói là nó rất là đầy đủ, nó đầy đủ nhất trong các cái loại ghế massage bây giờ, mà các cái kỹ thuật của nó rất là chuẩn, rất là chính xác. Từ những cái tính năng an toàn này, tính năng dò tìm cơ thể này, tính năng xoa bóp này, tính năng kéo giãn này, tính năng massage trị liệu này, thư giãn, nới lỏng cơ, rất là nhiều các tính năng khác nữa, thì nó đem lại cho cái người dùng một cái sự trải nghiệm cực kỳ là thích thú và hoàn hảo. Nó đắt một tí nhưng về đau lưng ngồi nó hết, còn loại rẻ về đau lưng ngồi lại càng đau thêm, rồi một thời gian sau không thấy hiệu quả nữa thì vứt đi hoặc là bỏ xó hoặc mang đi cho không ai lấy. Thì cái số tiền mình dù có bỏ ra ít nhưng mà nó không đem lại cái hiệu quả cho mình thì nó vẫn là đắt. Nó vẫn là đắt mà nó còn gây hại cho người dùng nữa, chứ không phải là mỗi câu chuyện là mất tiền không. Mất tiền nhưng mà lại mua một cái thứ vô bổ mà lại còn có hại về cho ông bà dùng thì nó là một cái điều rất là đáng tiếc. Một cái tác hại thứ tư mà tôi muốn chia sẻ với mọi người đó là cái an toàn không đảm bảo. Cái sản phẩm giá rẻ thì nó không tuân theo một cái tiêu chuẩn an toàn nào cả. Nó có thể gây ra các cái nguy cơ an toàn cho người sử dụng. Điều này thì nó có thể bao gồm các vấn đề như là nguy cơ chập điện này, các cái áp lực massage quá lớn, hoặc là thiết kế để hỗ trợ, hoặc là những không được thiết kế để hỗ trợ đúng vào các cái cơ bắp của từng người. Với những cái ghế mà nó rẻ tiền ấy, thì các cái phần mên mạch của nó thiết kế nó rất dễ gây chập cháy. Đồ nó không làm một cách chuẩn chỉ nghiêm chỉnh thì nó dễ gây ra chập cháy. Và cái xoa bóp ấy thì nó ví dụ như cái bơm khí thì nó ép vào người thường là nó cảm giác nó sẽ quá lực, nên là mọi người ngồi những cái ghế đấy hay bị đau.
cái túi khí thì nó bóp một cách quá mạnh. Quá mạnh thì nó dẫn đến là cái người người ngồi ấy, người ta thấy đau. Nó mạnh quá, con lăn thì cũng cũng vậy. Nó không có các cái chức năng dò tìm cơ thể thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là xoa bóp bừa, bóp linh tinh. Đấy, nó gây đau cho cái người sử dụng. Nó thực ra nó sẽ rất là nguy hiểm. Đặc biệt nữa là khi mà dùng ở trong nhà có trẻ nhỏ. Có trẻ nhỏ mà nó trèo leo lên, nó bật máy rồi là nó ngồi ở dưới rồi ghế nó ngã vào người hoặc nó đè vào người các thứ rất là nguy hiểm. Đấy. Với những ghế massage giá rẻ như thế. Còn với những ghế của Nhật, ghế cao cấp thì nó đều có cảm biến an toàn rồi cảm biến áp lực cơ thể. Nó bóp vào cơ thể nhưng mà nó cảm nhận được cái áp lực, nó tính toán được cái áp lực tới một cái áp suất nào đó theo cái quy định của ghế chẳng hạn đấy, thì nó đủ lực rồi thì nó sẽ ngắt. Còn với những cái hàng của tàu kia thì nó bơm hết hành trình chứ nó không có những cái cảm biến lực. Nó không có cảm biến lực túi khí, không có cảm biến lực con lăn. Nên là nó sẽ gây đau cho người sử dụng. Ngồi nó không được thoải mái. Khi mà mua những hàng giá rẻ thì cần lưu ý đến các cái vấn đề an toàn khi mình sử dụng. Nó sẽ rất là nguy hiểm đối với người già hoặc là trẻ nhỏ. Khi xảy ra thì mọi người mới thấy được rằng cái vấn đề an toàn đối với cái việc sử dụng ghế massage nó quan trọng như thế nào. Còn chưa xảy ra thì mọi người nghĩ nó bình thường. Một cái tác hại tiếp theo, cái tác hại thứ năm đó là cái bảo hành và cái dịch vụ hậu mãi kém. Các cái sản phẩm giá rẻ thì thường là nó sẽ không đi kèm với bảo hành dài hạn hoặc là hỗ trợ dịch vụ hậu mãi. Điều này có thể gây khó khăn khi sản phẩm gặp sự cố hoặc là cần sửa chữa. Khi mua ghế massage mà những cái loại rẻ quá thì mọi người biết rồi đấy, người ta sẽ không có chi phí để mà chăm sóc hoặc là bảo hành dài hạn cho mọi người. Nếu mà có phiếu bảo hành người ta có ghi năm 10 năm thì những cái đó người ta cũng không bao giờ người ta thực hiện được. Nhiều người thì cứ hỏi là tại sao ghế Trung Quốc cái con 9 10 triệu mà người ta cũng bảo hành tới 5 năm. Đấy, mà tại sao những sản phẩm ghế của Nhật mà chỉ bảo hành có một năm hoặc là mười mấy tháng chẳng hạn. Thì mọi người biết là những cái sản phẩm mà người ta bán theo kiểu là bán xong rồi chạy làng thì người ta có thể nói hoặc ghi lên những cái tờ phiếu ấy, 10 năm 10 năm nó bình thường ghi nó lên rồi nhưng mà sau đó là bán xong là chạy làng chứ đâu có thực hiện. Còn những cái ghế của Nhật là ghế chất lượng thật, sản phẩm thật và dịch vụ thật thì mình bảo hành một năm thì nó vẫn là một năm chuẩn chỉ chứ bảo hành nghiêm túc chứ không có bán theo kiểu là bỏ của chạy đi người. Với những sản phẩm rẻ thì không có chi phí thì người ta thường là bán xong là người ta sẽ bỏ của chạy lấy người. Đấy, chính vì như thế nên là khi mà mua những cái sản phẩm đắt tiền thì mọi người hãy quan tâm đến cái việc bảo hành và dịch vụ hậu mãi, nó vô cùng quan trọng. Một số người thì người ta bán thì người ta xác định là chỉ bán trong vòng vài tháng sau đó người ta giải tán, mà thực tế là như vậy. Ví dụ mọi người bây giờ có thể đi ra đường hoặc thấy kể cả trong siêu thị luôn, rất nhiều các cái quầy bán ghế massage bây giờ người ta đã giải tán hết rồi.
bây giờ người ta đi đâu về đâu thì các bác cũng đâu có biết được. Đấy, thì các bác cũng đâu có bắt vạ mà bắt đền người ta được, đúng không? Đấy, nên là khi mà mua ghế massage thì mọi người lên 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 xem xét và đầu tư vào một cái sản phẩm nó có cái chất lượng tốt tốt hơn để đảm bảo cái trải nghiệm massage một cách nó an toàn, hiệu quả và nó đảm bảo được cái dịch vụ hậu mãi khi mà mình mua hàng. Chứ mình mua xong mà nó không được đảm bảo cái dịch vụ hậu mãi sau bán hàng ấy, thì nó cũng rất là điều rất là đáng tiếc. Sau có sự cố gì chẳng biết gọi cho ai và chẳng biết ai có là người bảo hành và hỗ trợ được cho mình. Phiếu bảo hành cứ ghi 5 10 năm nhưng mà sau điện chả được ai. Đấy, đấy là cái điều rất là đáng tiếc. Còn về những sản phẩm chất lượng cao, giá cao thì cái dịch vụ nó sẽ được yên tâm hơn, nhưng mà cũng phải lưu ý là tránh mua phải những cái hàng mà người ta đẩy giá lên chứ không phải là sản phẩm tốt. Những sản phẩm một số sản phẩm ấy thì chất lượng nó cũng vừa phải, nhưng mà do công nghệ năng C quảng cáo thì người ta cứ đẩy giá nó lên sau đó giảm giá thôi, chứ thực tế ra con ghế nó cũng không phải đắt như vậy đâu. Đấy, nên là mọi người cần lưu ý khi mà đi mua ghế massage, và tốt nhất là mọi người nên đi tìm đến những cái dòng ghế massage nội địa của Nhật. Ghế massage nội địa của Nhật là những cái loại ghế mà nó sản xuất và nó phục vụ trong đất nước Nhật Bản, nó bán trong trong phạm vi lãnh thổ của đất nước Nhật Bản, chứ họ không bán sang bên ngoài. Thì khi mà bán ở trong đất nước họ thì sẽ tuân thủ theo cái tiêu chuẩn và cái chất lượng hàng đầu, chất lượng khắt khe nhất khi mà bán ở thị trường Nhật Bản. Nên là các chất lượng về ghế thì bao giờ nó cũng rất là cao, nó rất là bền, và cái khả năng vật lý trị liệu của ghế được đánh giá hàng đầu trên thế giới. Nó những sản phẩm nó đều được công nhận bởi những cái bác sĩ và các bộ y tế Nhật Bản, được chứng nhận là những thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe. Nếu mọi người quan tâm đến những cái sản phẩm chất lượng, ghế tốt, giá thật, giá chuẩn, dịch vụ chuẩn, thì mọi người hãy lên website ghenhậttrầnsơn.com để tham khảo. Hiện nay thì đang có ở Nhật ấy, thì đang có bốn cái thương hiệu cơ bản. Thứ nhất đó là Panasonic, hai là Fujitsuki, ba là Family Inada và bốn là National. Thì mọi người có thể lên đó tìm hiểu và lựa chọn những cái mẫu nó phù hợp với cái tầm tài chính của mình. Nếu mà mình mua giá rẻ thì không dùng được sẽ vứt đi rất là phí, thì thôi thay vì đó mình cố thêm một chút nữa thì mua được một con ghế ghế dùng lướt tại của Nhật như thế thì nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều và vẫn được bảo hành chu đáo. Đấy, mọi người có thể truy cập website ghế nhật.trần.sơn.com hoặc là lên kênh YouTube ghế Nhật Trần Sơn để tìm hiểu các cái sản phẩm mà shop đang bán. Đấy, chúc cho mọi người sẽ mua được những cái sản phẩm tốt, tránh gọi là tiền mất tật mang. Và các cụ vẫn thường hay bảo là của rẻ nó là của ôi đấy, thì để đỡ dính phải những cái sản phẩm ôi thì mọi người đừng có ham những cái hàng giá rẻ trên thị trường là cái gì, đừng có mua theo phong trào. Mua cứ thấy rẻ thì mua, mua về không dùng được sử dụng được thì thực sự đó là điều đáng tiếc. Đấy, kính chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe và đưa ra những lựa chọn thông minh, sáng suốt để có được những sản phẩm tốt về chăm sóc và phục vụ cho cả gia đình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi cái kênh. Mọi người có thể bấm đăng ký kênh để theo dõi những clip mà shop chia sẻ
kiến thức về lĩnh vực ghế massage cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.